Đây là hậu quả của chiếc gì nó để lại. Chúng ta đi được hơn nửa đường rồi. Thì to là ngay cái hốc kia. Hốc kia dãy núi này là đấy. Ôi trời ơi. Quay lại vậy nè nó mới có cảm giác, chứ quay coi kìa thấy mất rồi. Thấy nó chủ động mất rồi.